Hello anh em, hôm nay em sẽ lên clip cho anh em nha. Hôm nay thì em lên vài loại chim ở cửa hàng em, hiện tại cửa hàng em có gồm có lửa nè, thanh tước nè, hang chiền, đất con lên nó đang trổ gần hết rồi, với lại sơn ca. Rồi bây giờ em sẽ lên clip con đầu tiên nha. Đây con lửa. Lửa này đã trổ rồi nha anh em. Được trổ trống rồi nha. Con này thì nó đã tự ăn được nhưng mà anh em vẫn phải đút nha, vẫn phải đút để tập cho nó dạng dạng để sau này chơi nó dễ nè. Anh em thấy không, cái chấm đầu của nó, cái chấm trên đầu nó chỗ đen thấy không, đó nó chỗ đen rồi đó, trống rồi đó nha anh em. Con này em bán cho anh em là 500.000, nó ăn cám được rồi nhưng mà anh em vẫn phải đút thêm sâu dế cho nó để dạng á, để sau này em thôi là nó nhát đi lắm. Rồi lửa này em bán cho anh em là 500.000 nha, chỗ trống rồi nha anh em, 500. Rồi, em lên tiếp cho anh em là thanh tước nha. Con này thì thanh tước Việt Nam, con này thì chim hai mùa, hai lông gần xong rồi nha, cầm lòng không trao luôn. Con này thì hót rồi, hót nhiều lắm nha anh em, cầm lòng không trao luôn. Em đang cầm cái lòng rồi, không trao tí nào luôn nha, lông thì nó gần xong rồi. Con này thì hót nhiều nha anh em. Con này em bán cho anh em chim không nha, chim không là 850 nha anh em. Thanh tước Việt Nam, chim hai mùa. Con này hót nhiều rồi nha, 850 nha anh em. Rồi em đến tiếp cho anh em con hang chuyền. Con này hang chuyền nha anh em. Hang chuyền đã trổ trống rồi nha, con này cũng trống nha anh em. Ăn cám rồi luôn nha. Con này em bán cho anh em là 500.000. Con này thì bộ đẹp, cao cậu. Năm trăm ngàn nha anh em, hang chuyền trống đã vô cám rồi nha. Em nhìn nè, tướng đẹp ghê không, con này chắc chắn sau này xòe nha anh em, 500.000 nha anh em. Giờ em lên tiếp cho anh em con đất nha, đất con nha. Cái này đất con nuôi lên nhưng mà không có chăm sóc nó được nhiều quá nên nó hơi nhát, nó hơi nhảy xíu, nhưng mà em đi hôm nay thì nó đỡ đỡ rồi, chứ bình thường thì lúc trước nó nhảy dữ lắm. Con này nó đang trổ lông đen nha anh em. Đây, em thấy không, nó nè, nó trổ, đang trổ rồi. Con này em bán cho anh em là 450 nha, 450 nha anh em. Con này thì em đang tập tắm nó chứ nó chưa tự tắm được. Đây thôi, lúc trước em nuôi không có dọc nó nhiều chứ không có tắm nó nhiều á, nên nó hơi chao, với lại nó chưa có tắm. Rồi con này em bán cho anh em là 450 nha, tướng cực kỳ nhỏ luôn, đầu tròn. Nói chung thì không có trao lắm nha anh em, này em quay sát bên luôn nè. Anh em về anh em đi dạng xong tập nó tắm là ok nha. Con này em bán cho anh em là 450. Rồi em lên tiếp cho anh em con sơn ca. Sơn này, con chim này là chim sơn ca, con lên nha, bao trống cho anh em nha, rất là dạng luôn. Bao trống cho anh em nha. Con này chim con lên nhưng mà nó đã lên dù rồi nha, nó lên dù nó đứng rồi,
nhưng mà nó chưa có hót thôi đó, tại vì chim con lên á, chim con nha, bao trống cho anh em nha. Rất là dạng luôn. Nha anh em, chim sơn ca con lên, con này bao trống cho anh em trống rồi nha, nên không cần bao, em sorry. Rất là dạng, nuôi chim con nó dạng lắm nha anh em. Rồi ok anh em, con này em bán cho anh em là 800.000 nha, sơn ca con trống. Rồi ok anh em sẽ lên tiếp cho anh em mấy con than bổi nha. Đây nha anh em, đây là con nhồng, hôm qua em lên clip á mà có anh khách kia anh đặt á, anh nói anh tới lấy á mà chưa thấy anh tới, nên em năm nay em lên lại cho anh em nha. Cũng có nhiều anh em hỏi lắm nhưng mà em nói bán rồi để em bán cho anh khách kia, mà anh nói chiều anh qua lấy á mà chưa thấy anh qua lấy, nên hôm nay em lên lại cho anh em luôn nha. Nhồng này nhồng con nha anh em, đang vẫn còn đút ăn nha, đứng kèo được rồi nha, lông lá full hết rồi. Sáng thì em đem ra phơi nắng xíu, anh em thấy không, lông nó bóng ghê không. Con này con trống nha anh em nhập là trống nha. Em thấy không, lông lá nó đẹp ghê không. Full lông hết luôn rồi nha, vẫn còn đốt nha anh em. Con này em bán cho anh em là 1.400.000. Hôm qua em bán 1.400.000 mà anh khách kia anh dặn á mà chưa thấy anh lên lấy, nên hôm nay em đang lên lại nha. Con nhồng này em bán cho anh em là 1.400.000, nhồng con đang đút ăn ở lên kèo rồi, trống cho bao trống cho anh em luôn nha. Tại em nhập là em nhập bao trống. Con này anh em về anh em đút ăn tầm khoảng 2-3 tháng nữa là nó hóng chuyện á, là anh em tập cho nó nói là ok nha. Con này em bán cho anh em là 1.400.000 nha. Anh em thấy không, thấy cái ở cái phần sau gái của nó nè đó, sau này nó sẽ thòng xuống đó, anh em thấy không, cái đường rãnh nó sâu quá là trống rồi nha anh em. Rồi em bán cho anh em con này là 1.400.000 nha, lông lá full hết luôn, đẹp bóng luôn. Rồi ok anh em, sẽ lên clip cho anh em là hai con than bổi tuyển nha, hai con bổi tuyển em mới về được có hai con à, tại vì hàng này nó hơi hiếm á nên nó về ít lắm, em về được có hai con cho anh em à. Đây con này, con này quá đẹp luôn nha anh em, to mà dài nữa, bỏ hót nha anh em, không phải màu đá nha, to dài, con này cám rồi luôn nha anh em. Con này thì nói chung với cái lô bổi tiễn VIP 5 con của em á, mà nay nó về thêm được có 2 con à, tại vì hàng này em đặt lâu lắm nhưng mà lâu lâu mới có 1 lần nữa, nay em có 2 con đó, hàng này là ăn cám rồi nha. Con này một là đầy, hai là tập tắm lại đó. 800.000 nha anh em, con này cực kỳ đẹp luôn. Có thời gian anh cứ dục vậy rồi cái nó nhát vậy. 800.000 nha anh em. Thì sao nói luôn. Rồi, em lên tiếp cho anh em con than số 2 nha, than bổi số 2 nha. Con này cũng hàng tỷ luôn nha. Con này thì nó ớn chim hơn con kia xíu.
hai con nào tướng nó cũng đẹp dài bỏ hót hết nha anh em. Con này em bán cho anh em là 800 ngàn, con này thì nó hơi ốm chim do hơn cái con kia xíu, anh em về anh em chăm thêm mập mạp ok là chơi nha. Than quần này thì nó nhập, than quần này tụi em nhập thì nó mau chơi lắm, anh em về chăm cho nó mập rồi xong rồi vô mồi tươi rồi khúc là nó chơi phà phà này nha anh em. 800 ngàn nha, em mới về được có hai con, 800 ngàn nha anh em. Rồi ok, em sẽ lên tiếp cho anh em một con thú mái nha. Thú mái này thú thuộc, con này hơi bị vip. Rồi để em quay con thú mái cho anh em coi nha. Em lên tiếp cho anh em con thú mái nha, thú mùng mái nha. Con này thì diều trống cực kỳ hay luôn, chơi nó diều trống hay lắm. Con này thì em bán cho anh em là 800 ngàn. Con này thì diều trống rất là hay luôn nha, bao cho anh em luôn. Mỗi lần nó diều trống là đuôi nó xè, cánh nó đập giống như mi vậy nha anh em. Đó, con này mà anh em về diều trống hoặc là ghép đẻ là ok luôn nha. Đây con mái mung, con này em bán cho anh em là 800 ngàn nha. Con này thì diều trống cực kỳ hay luôn. Con này thì ở đây thì tại hôm nay em mới nhập về con mái, nó còn tiếp hơn con này nữa nên con này em để lại cho anh em nha. Con này thường thường thì em để giật cái mấy cái bầy vỏi của em á, mà nay em nhập được con mái biết hơn nữa nên em để chia lại con này cho anh em chơi nha. Con thú mùng mái 800 ngàn. Anh em đợi em xíu để em kẹp con trống vô nha. Ngon mà đẹp thấy không? Thấy cái nếp chơi nó gèo, đuôi xòe hết khoảng luôn. Mấy con này thì anh em mua về giật vỏi hoặc ép sinh sản là quá ok luôn nha anh em. Em bán cho anh em là 800 ngàn máy mung nha. Ok nha anh em, máy mung 800 ngàn nha anh em. Sorry em hôm nay em ngủ dậy trễ quá, em mình lên clip hơi trễ, tại vì bình thường thì tầm khoảng 8 giờ thì em sẽ lên clip, nhưng mà hôm nay em ngủ quên, qua hơi quá chén xíu nên ngủ quên, nên tới giờ mới lên clip được cho anh em, anh em thông cảm giúp giùm cho em nha, em xin lỗi nha. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em. Rồi kính chúc anh em một ngày tốt lành nha. Được không? Chơi ghê không? Rồi ok nha anh em, xin chào anh em.